Tô Long xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Như vậy là chương trình mừng kỷ niệm sinh nhật tròn 2 tuổi của câu lạc bộ Winner Lai Châu đã thành công tốt đẹp rồi các bạn nha. Vào ngày hôm qua 26 tháng 11 của năm 2022, mặc dù điều kiện thời tiết chưa thực sự ủng hộ, tuy nhiên thì chương trình vẫn diễn ra và các anh em ở khắp các huyện đã đến với chương trình để kết nối đam mê, giao lưu học hỏi về dòng xe Honda WinX với rất nhiều những hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn. Và chương trình dưới sự tài trợ đến từ công ty Honda Hòa An của Lai Châu và trung tâm xe máy xe điện Lai Châu đã có những món quà tặng cực kỳ ưu đãi và hấp dẫn dành riêng cho mẫu xe Honda WinX này, và đặc biệt là những cái chương trình tri ân rất lớn các bạn nha. Đây là một số những cái video rồi hình ảnh mình có lưu lại ở cái buổi gặp mặt ngày hôm qua để các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Số lượng tuy không đông, tuy nhiên thì do điều kiện thời tiết nên một số anh em không thể về dự được, nhưng cũng có đâu đó vào khoảng tầm từ 20 đến 30 xe được tham gia. Đây là những món quà tặng đến từ công ty Honda Hòa An này. Rồi trung tâm xe máy xe điện Lai Châu đã có những món quà tặng cực kỳ ý nghĩa đối với câu lạc bộ Winner Lai Châu, và có một buổi liên hoan chung vui giao lưu và học hỏi. Hiện tại tại Lai Châu mình, để mừng kỷ niệm sinh nhật tròn 2 tuổi của câu lạc bộ Winner Lai Châu thì nhằm tri ân kết nạp thành viên mới vào câu lạc bộ Winner Lai Châu, khi một dòng xe côn tay Honda WinX sẽ được sale hết cỡ từ ngày 25 tháng 11 của năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 11 của năm 2022 các bạn nha, tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu. Mẫu xe Honda WinX phiên bản tiêu chuẩn thanh thường chỉ còn bán với giá 31.990.000. Mẫu xe Honda WinX phiên bản cao cấp phanh ABS giá chỉ còn 32.990.000. Trong khi đó, mẫu xe phiên bản đường đua HRC của năm 2022 giá chỉ còn 34.500.000, và phiên bản mới nhất có mâm màu vàng đồng cũng là HRC của năm 2023 sẽ có giá là 36.500.000 đồng các bạn nha. Chương trình này được áp dụng cho khách hàng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu, còn các bạn ở các tỉnh thành khác muốn đến mua vẫn sẽ mua được, nhưng mức giá của nó cao hơn 1 triệu so với mức giá bán mình báo đến các bạn ở video ngày hôm nay, cao hơn 1 triệu thôi các bạn nha. Mình lấy ví dụ như phiên bản tiêu chuẩn thanh thường ở đây, với anh em Lai Châu mua với giá 31.990.000 thì các bạn ở các tỉnh thành khác đến với Lai Châu mình mua với giá là 32.990.000, cũng rất là ok luôn. Và trong 3 ngày hôm qua thì đã có rất nhiều bạn ở các tỉnh thành như Điện Biên, Lào Cai, thậm chí Hà Nội này, Quảng Ninh, Nam Định cũng đã đến rồi để tìm mua cho mình những mẫu xe này. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ kênh Top 5 cũng như đại lý trung tâm xe máy xe điện Lai Châu. Rất ok mà các bạn. Và một điều đặc biệt nữa là trong thời điểm hiện tại, khi mua mẫu xe Honda WinX này, các bạn sẽ được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất 0,79%. 0,79% các bạn nha. Thêm nữa, các bạn chỉ cần 0 đồng vẫn có thể mua xe này được, tức là trả trước 0 đồng, không cần tiền vẫn có thể mang mẫu xe này về và áp dụng thêm chương trình trả góp với lãi suất 0,79%. Rất là ưu đãi và hấp dẫn rồi. Thêm nữa, mình có thể nói thêm một chương trình đang rất hot đến từ Honda Việt Nam trong dịp Tết năm 2023 này. Chính là chương trình vòng quay trúng thưởng may mắn khi các bạn mua các mẫu xe của Honda và mẫu xe Honda WinX ở đây. Các bạn sẽ có cho mình này 99 giải đặc biệt là một chiếc xe Honda SH350i, 999 giải nhất với chiếc xe Honda Vision. Và các bạn không nhận được bốc thăm được khi mua mẫu xe Honda WinX này, mà không bốc thăm được này, không quay số may mắn được với chiếc xe Honda SH hay Honda Vision, thì các bạn sẽ nhận ngay một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A04s các bạn nha, trị giá vào khoảng tầm gần 4 triệu, cũng rất giá trị khi mua mẫu xe Honda WinX ở đây. Đó là một số những cái chương trình đang được áp dụng trong thời điểm này. Ngoài 5-6 ngày diễn ra cái chương trình khuyến mại này ra thì chương trình sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 1 của năm 2022, nên các bạn có thể lưu ý cho mình một cách cụ thể như vậy. 21 tháng 1 của năm 2023 mình đính chính gửi đến các bạn luôn nha các bạn nha. Đó là một số thông tin mình muốn chia sẻ gửi đến các bạn thông qua video ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều của mình. Nếu mà các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn theo dõi một số video và hình ảnh về câu lạc bộ Winner Lai Châu trong ngày diễn ra mừng kỷ niệm sinh nhật tròn 2 tuổi. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi.